một bộ phim truyền hình cổ trang, quy tụ và diễn viên ngôi sao. Ông trời không đón nhận ta chính là để ta trút cơn giận này trả mối thù xưa. Gian dựng công phu chỉ xảo hoành tráng, cho dù ta có chết ta cũng không để đệ có được xích hồn thạch đâu. Cuộc chiến tranh giành xích hồn thạch độc bá thiên hạ. Linh hồn đã biến mất đâu? Đang trong thân thể của hắn. Chỉ cần thành tâm thì có thể dùng máu mở cửa thiên môn, đánh thức ma tính sâu trong tâm hắn. Không được giết bọn họ. Xích hồn thạch nhập thể. Trò chơi này bây giờ mới bắt đầu thôi. Đón xem Thục Sơn Chiến Kỵ.